quý vị, họ nhà gái. Kính thưa, và sau đây tôi xin giới thiệu trong cái đoàn đến để xin dâu của họ nhà trai chúng tôi. Tôi đại diện họ nhà trai. Đây là ba thân sinh là Công Hiệp. Kế tiếp là Thím chú không đi được, thím đi. Và hai bác. Kính thưa quý vị, đôi tân hôn Công Hiệp và Tiểu My đã quen nhau cũng có một thời gian tìm hiểu, và các cháu đã đến quyết định là tiến tới hôn nhân, và hai cháu đã về trình thưa cùng cha mẹ đôi bên và được sự đồng thuận của cha mẹ hai bên. Những nghi thức về cưới hỏi đã được tiến hành một cách tốt đẹp về phía đạo cũng như phía đời. Và giờ đây Công Hiệp và Tiểu My được chính thức và được sự chứng nhận của những bậc bề trên của hai bên chứng giám. Thì tôi xin đại diện họ nhà trai chúng tôi có những cái lễ vật để sang quý họ nhà gái, thì chúng tôi xin được dâu, được đón dâu, đón Tiểu My về làm vợ của Công Nghiệp và là con cháu của họ tộc nhà trai chúng tôi. Chúng tôi mong quý cha bác họ nhà gái chấp nhận cái lời nghị của tôi. Tôi xin hết. Tôi có thể chỉnh cái này không? Và trước khi để cô dâu ra làm lễ thì tôi cũng đại diện họ nhà trai có lời mời trân trọng quý cố, quý cha bác, ông bà, anh chị, quý họ nhà gái để sau đây về cùng chúng tôi để sẽ về tư gia họ nhà trai để dùng bữa tiệc mừng để cho đôi tân hôn. Rồi tôi hết. Này người yêu ơi, anh xin yêu mãi em. Mình chọn con tim, anh xin dâng cho người. Một cánh hoa anh mang trao đến em, là anh đó sẽ không ngoài ai khác. Chào em, chào em, chào em Công Hiệp.
ngại ngại ngần chi không cho anh nắm tay, mình cùng dòng chảy ta đi trên con đường. Mà trong tim em bao lâu ước mơ đầy hoa thắm với thiên đường hạnh phúc. Ta đi trong hạnh phúc, ta đi trong nắng hoa. Chưa mai lặng thinh cho tim em u sầu, chưa có hoài nghi anh yêu em thật lòng. Dù phong ba ta cùng đi qua, cùng đi tới những chân trời mơ ước. Hãy nói một câu anh yêu em thật lòng, hãy hứa một câu em yêu anh trọn đời. Dù mai sau ôi đời ra sao, mình yêu mãi mãi hoài em nhé, và mình mãi bên nhau. Này người yêu ơi, anh xin yêu mãi em, nguyện chọn con. Chú gái bước sát vô, chú gái bước sát vô. Rồi, dâu ghế nha, dâu ghế là sao cho ba mẹ nhìn hai chung rượu là anh ghi tấm hình nha. Rồi, rồi cô chú quay qua, quay qua nhận hai chung rượu cái, cô chú nhận một tay thôi nha. Rồi cô dâu ghế nhận rượu hai tay, có mời nhìn về máy con ghi tấm hình nha. Rồi nhìn đây là cười tươi nè, rồi hai ba, rồi sát vô cụng ly nhau cái cười tươi tươi bên đây cụ ngọt. Rồi, bước chậm rồi. Bỏ cái hộp xuống đi, bỏ hộp xuống đi, bỏ hộp vàng xuống đi. Rồi, chú ơi đứng sát vô luôn nha. Rồi con mời nhiều máy ghi tấm hình nha. Rồi dâu ơi cười tươi nha, hai ba. Rồi tiếp theo cái chiếc nhẫn, nãy cho chiếc nhẫn thôi. Nhẫn nhẫn đó, rồi 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 con mời nhìn thấy nha. Rồi cười tươi tươi này với, rồi hai ba, rồi hai ba. Rồi cô dâu quay qua ôm hôn mẹ cái. Rồi còn mẹ quay qua hôn cô dâu nhẹ cái coi gì hết trơn nha. Rồi rồi sao từ từ đi, đừng có chuyện vậy, đừng chuyện đừng chuyện đấy. Cô dâu ơi, dâu rể ai không ha? Rồi anh sắp lại chụp hình cái ha, cô dâu cầm chung, chú rể cầm chung đi, danh rượu cho bà nội cái ha. Rồi cậu nói gì con đó là bà dì Sơn đó là bà Út. Rồi bà dì Tư cũng bà Út nhìn rồi. Rồi rồi dịnh lại chung rượu con, dịnh lại chung rượu con cái. Bà dì Tư ơi với bà Út ơi, dịnh lại chung rượu con ghi tấm hình nè. Rồi dâu rể cười tươi nha, hai ba. Bà dì với kia cô Út mang em một bao này, chú con bà dì một bao, không nói gì vậy thì con chú con bà dì một bao. Vậy là bà dì uống mấy ly này đó là đây cũng chú con bà dì một bao cho bà dì xì ra không bị. Rồi con mày nhận rượu cái nha. Rồi cô dâu, dâu ơi sát vô luôn xíu. Rồi con mày nhìn máy ghi tấm hình rồi cô ơi nhìn máy nha, rồi cười tươi cô nha. Rồi bà út mà chạy bà út tư rồi. Thôi không bị hết rồi. Đứng tiếp khích nó không vậy. Rồi dâu rể em sát vô một xíu nha. Rồi có mình có sao này sắp xếp hai người con nha. Rồi con mày nhìn máy nha. Rồi cười tươi nha, hai ba. Rồi hai bác ơi, hai bác ơi, để nhận xuống tiếp đi, uống rượu trước đi hai bác. Để nhận xuống trước nha. Rồi khoan, đứng ra một bài xuất sát vô nè. Rồi chú ơi giới thiệu là con đó kêu bằng gì ạ? Bác Tư.
Rồi hai bác đứng lại dịnh là chiếc nhẫn Nghi tấm hình nha. Rồi dịnh là chiếc nhẫn Nghi đang đeo vậy đó. Rồi rồi con mai nhìn máy nha, rồi cười đưa nha, nhìn máy con cười đưa nè. Rồi hai ba việc sao lấy nó để gót nãy rồi không lo rồi. Thấy đường chậm hẹp chắc không thấy đường. Đây là chỗ thứ bảy, thứ bảy chai xị đưa cho chính bảy không. Rồi chú bảy, chính bảy dịnh là chú bụng rồi. Rồi hiệp lùi lại xíu thay cô dâu hiệp ơi. Rồi cười tươi nha, hai ba rồi. Rồi con đứng ra chạm nè, chạm vô chạm. Rồi dịnh lên con, dịnh lên chung rụng con. Rồi hẹp lùi lại chút hẹp. À rồi, đứng thẳng lên. Rồi cô đứng thẳng lên, đừng ép vô quá cô. Đứng thẳng lên. Rồi, 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 cái đó biết nữa giới thiệu coi cô dâu gửi dân ngụ cho chú bảy, ví dụ như chú bảy đi ha, tặng con ghi tiếng con cho hay ha. Giới thiệu lại con cái nha, không biết luôn. Rồi rồi chú ơi, chú Út nhìn đây nè. Rồi cười tươi chú Út nha, cười chứ lại cười gì nữa, thông cảm đứa uống không có mồi đâu nghe không. Rồi cô hai, chị hai nha, dịnh lại hai chung rụng ghi tấm hình nha. Rồi chị cô hai đứng sát vô cô dâu cô hai ơi. Rồi cô hai, chị hai nhìn về máy cười tươi coi nha. Hai ba ruột là hai anh em ruột, hai chị em ruột. Uống rượu đi, uống rượu xong đưa chân ghi uống thế nhở. Rồi xong đi rồi, sắp lại trong gì nói gì nhỏ nhỏ này nữa đó mày. Đưa lại cho hai. Đưa lại cho hai. Rồi. Hai đứa. Hôm nay nó hạnh phúc. Nó đứa được vợ. Lại còn được quý ông bà cha bác tặng quà. Nếu không biết chắc chắn là nó quên. Nó không biết cảm ơn. Tôi xin. Bây giờ là con cháu tôi. Thay lời cháu. Cảm ơn cả quý cô, quý ông bà, quý cha bác cô gì cầu mật. Cảm ơn chị ạ. Rồi cho bạn chàng vỗ tay. Rồi có mời hai, hai ba cầm đi. Rồi cùng ly nha, cùng ly. Rồi vậy cô dâu ghẻ đổi bên đi, dâu ghẻ đổi bên. Mà hai bác đứng sát vô nha. Rồi, mà nhìn máy nghe ghi tờ hình này dâu ghẻ rồi, rồi cười tươi nha. Hai ba. Rồi dâu ghẻ đổi bên là hai chú cùng liên cái. Dâu ghẻ đổi bên bên trai đứng bên trai, xin gái đứng gái. Rồi hẹp từ từ nha. Rồi một tay cùng liên, một tay bắt tay con nha. Hai hai chú bước tới luôn. Rồi cùng liên bắt tay luôn, cười tươi hai chú ơi. Dâu ghẻ sát vô cho thấy dâu ghẻ luôn nè. Rồi dâu ghẻ, dâu ghẻ, dâu ghẻ ơi. Rồi rồi lên giùm với cháu. Rồi mình xong nha. Rồi